quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Journeyman Việt Nam bị netizen ném đá không thân thiết vì làm điều này với Kim Trung Cúc. Cư dân mạng cho rằng luật chơi ở tập 10 của Journeyman Việt Nam không công bằng nên anh hổ Kim Trung Cúc mới bị bại trận. Trong tập 10 Journeyman Việt Nam được phát sóng vào tối qua ngày 21 tháng 11 với sự tham gia của khách mời đến từ Hàn Quốc, Kim Trung Cúc đã có cuộc đua xé bản tên khá bùng nổ. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là kẻ mạnh của Journeyman bản Hàn lại bị bại trận. Điều này khiến khán giả bức xúc vì luật chơi không công bằng. Khán giả tranh cãi khi Kim Trung Cúc bại trận trong Journeyman Việt Nam. Trong cuộc chiến xé bản tên, Kim Trung Cúc phải đấu với cả 8 thành viên của dàn cast Journeyman Việt Nam. Không chỉ vậy, cả 8 người đều có siêu năng lực riêng. Tuy nhiên với sức mạnh của mình, chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, anh hổ đã dễ dàng xé bản tên của Ngô Kiến Huy, Lan Ngọc, Thúy Ngân, Carit, Liên Bỉnh Phát. Mà đến khi chạm mặt với Trương Thế Vinh thì Kim Trung Cúc mới bị bại trận. Tuy nhiên màn tranh đấu này lại gây nên nhiều tranh cãi vì khán giả cho rằng Journeyman Việt Nam có luật chơi không công bằng. Kim Trung Cúc bại trận trước Trương Thế Vinh. Cư dân mạng vô cùng bức xúc và ném đá Journeyman Việt Nam vì cho rằng họ đã đối xử bất công với Kim Trung Cúc. Từ luật chơi đã có nhiều sự không công bằng như một mình nam ca sĩ xứ Hàn phải đấu với 8 người. Ở màn xé bản tên với Trương Thế Vinh, anh còn bị khóa chân bởi siêu năng lực. Bên cạnh đó, khán giả cũng thắc mắc vì sao chương trình không cho anh hổ chào dàn khách và khán giả, thậm chí còn không có một bức ảnh chụp chung. Ca sĩ xứ Hàn bị khóa chân bằng siêu năng lực gây ra những tranh cãi. Netizen cho rằng sự xuất hiện nhanh chóng như thế là không tôn trọng vị khách mời nổi tiếng đến từ Hàn Quốc này. Họ nhận xét rằng giá như chương trình để Kim Trung Cúc cũng có một loại siêu năng lực và đấu trực tiếp một chơi một thì sẽ công bằng hơn. Một số bình luận của cư dân mạng: chương trình tên chơi là chạy mà tại sao lại cố định chân khách mời lại không cho chạy, cá nhân mình thì mình không chấp nhận kết quả này nhé. Một chơi tám xong còn chơi siêu năng lực, ủa là sao, chắc là Running Man nước nào nước đấy thắng à, khách mời chỉ để tăng view thôi. Tôi xem mà tức vì đã một chơi tám rồi mà vẫn còn có mấy cái siêu năng lực chả công bằng xíu nào, đã mời đến mà cuối tập cũng không cho ra để chào, không hiểu kiểu gì luôn. Lần này toan rồi Running Man Việt, quá thiếu chuyên nghiệp, xem ức chế quá. Khán giả bức xúc ném đá Journeyman Việt Nam. Khán giả vẫn tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Hiện tại, mạng xã hội vẫn còn bùng nổ tranh cãi và chỉ trích Journeyman Việt Nam khi để Kim Trung Cúc bại trận một cách thiếu công bằng. Tuy nhiên, vẫn có một người bên vực rằng luật chơi như thế sẽ giúp cuộc đua thêm hấp dẫn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.